Wow, lá cây. Dạ. Em quay chung cư vô tình dúng anh thôi. Ủa, ở đây mình bán lá cây này là giao sỉ hả? Lâu ghê em mới thấy cái cây này, thường giờ thấy đá nhỏ nhỏ không à. Đây, quay lại cho quý vị xem cái cục đá nè. Không thấy đâu, thấy đá thôi. Cái này anh tiết lộ cho em giá một cái cây như thế này là bán bao nhiêu? Đây là 36.000. 36.000 giao sỉ. Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn nha. Anh thường giao cho mấy chỗ nào? Bán nước mía nữa hả? Nước đá cây là đa phần là ướp đồ thôi. Dạ. Ướp bò, ướp rau, ướp cá. À, ướp cho tươi hàng. Dạ. Bia nữa. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Xin chào quý vị, hiện tại bây giờ Lý Hương đang có mặt ở đại lộ Võ Văn Kiệt. Phía trước mặt quý vị đây là con kênh Tàu Hũ. Kênh Tàu Hũ rạch Bến Nghé là một con kênh mà bắc qua chạy qua rất là nhiều các quận ở Sài Gòn. Từ phía ở bên đây là quận 1, quận 4 cho đến là quận 5, quận 6 với là quận 8. Hiện tại bây giờ thì Lý Hương đang đứng ở ngay cái khúc mà kênh Tàu Hũ qua quận 5 ha. Hôm nay thì Lý Hương xin mời cả nhà cùng với lại Lý Hương đi tham quan một vòng những căn chung cư lâu đời ở Sài Gòn. Như là đây là chung cư Chợ Quán. Xin mời cả nhà cùng đi ha. Chung cư Chợ Quán thì nằm ở phường 1 của quận 5. Đây là một căn chung cư khá là lâu đời rồi. Nhìn vật liệu xây dựng thì quý vị có thể thấy là ngày xưa là bằng xi măng. Ở đây là cái vật liệu mà Lý Hương thấy là những cái công trình mà như là trường học ở trên Bình Dương Lý Hương xây cũng khá là nhiều. Đây, mọi người phơi đồ. Có khi ở trên dây điện luôn hả quý vị? Hành lang. Hành lang là chỗ để có thể là gắn máy lạnh nè. Có tấm bạc che ra. Nhà thi vị thì trồng thêm hoa. Làm những cái ke để phơi đồ. Rất là nhiều quý vị. Đây là hẻm 96 Võ Văn Kiệt. Đi đường đi một vòng ha. Đây, nhà san sát như thế này đây. Ở phía dưới thì có chỗ chạy xe. Chạy xe ở đây thì xe ba bánh có thể chạy vô đấy quý vị. Còn ở phía trên thì rất là hẹp ha. Điện. Lúc này là chúng ta đi ra đại lộ Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hũ đây quý vị. Hôm nay Lý Hương đi bộ, dẫn cả nhà đi bộ ha.
ở bên đây có một phía một cái khu đất trống. Ồ ở đây thì có các bạn nghệ sĩ vẽ tranh. Rồi bây giờ thì mình đây là đường Võ Văn Kiệt cắt với lại đường Trần Bình Trọng. Khu này thì Lý Hương thấy là có bán khá là nhiều những cái vật liệu xây dựng đấy quý vị. Rồi bây giờ thì mời cả nhà đi vô, đi một vòng vô chung cư Chợ Quán ha. Đây là các cửa hàng tạp hóa, ga. Còn phía bên kia là cây cầu chữ Y đấy quý vị. Cây cầu rất là lâu đời rồi, gắn liền với sự phát triển của Sài Gòn, thành phố sông nước ha. Cây cầu chữ Y thì ở phía bên đây là quận 5, còn phía bên kia đã là quận 8. Cầu chữ Y. Ngày trước lúc Lý Hương còn nhỏ là thường đi qua cây cầu chữ Y, đi qua quận 8. À, xin mời cả nhà vô hẻm 96 Văn Kiệt ha. Vẽ tường, tranh vẽ tường đủ loại. Đây bán đá. Wow, đá cây. Dạ. Em quay chung cư vô tình dúng anh thôi. Ủa, ở đây mình bán đá cây này là giao sĩ hả? À, lâu ghê em mới thấy cái cây này, thường giờ thấy đá nhỏ nhỏ không à. Đây, quay lại cho quý vị xem cái cục đá nè. Không thấy đâu, thấy đá thôi. Cái này anh tiết lộ cho em giá một cái cây như thế này là bán bao nhiêu? Đây là 36.000. 36.000 giao sĩ. Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn nha. Anh thường giao cho mấy chỗ nào? Bán nước mía đó hả? Nước đá cây là đa phần để ướp đồ thôi. Dạ. Ướp bò, này, ướp rau, ướp cá. À, ướp cho tươi hàng. Dạ. Bia nữa. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Đá cây là để ướp cho các nguyên liệu thịt, rau tươi. Bánh mì nấu đây. Bánh mì đặt cuộc đây. Nấu đây. Bánh mì nấu giòn đi. Bánh mì nấu đây. Bánh mì đặt cuộc đây. Bánh mì nấu cà phê bệt. Bánh mì đặt cuộc đây. Bánh mì nấu đây. Bò né, bít tết, bò lúc đắc, bánh mì ốp la. Mì xào bò, hải sản, nuôi xào bò, cơm tấm. Đây là buổi sáng khoảng tầm 8 giờ hơn thôi quý vị. Bà con ra ăn sáng. Đây là các hàng có những cô nhân viên bưng tận nơi luôn ha. Còn phía bên đây là những cái nhà mà có dịch vụ giữ xe 24/24 luôn.
nước sâm trong biển. Em tưởng anh thấy máy anh chạy chỗ khác chứ anh cũng lên phim à. Đây có bán, hôm nay là bỏ bán nuôi, bánh canh, giò khoanh, móng, lưỡi. Mà có điều sao chữ xấu quá. Chữ ai viết xấu quá. Này anh bán hôm nay là mấy giờ anh? Trưa à? Dạ. Ở đây thì bán xoay món ha. Ở bên đây là nước mía nè quý vị. Nước mía cơm ở đây là thường là giao rất là nhiều phần à, giao hộp hộp chồng chồng như vậy đó. Cà phê. Cà phê ở Sài Gòn. Cà phê sáng. Còn phía trong đây là đi vô chợ Cao Đạt, chợ nhỏ ở quận 5. Wow, ở đây có hàng bánh cuốn nóng ha. Hair salon. Chợ khu này là mọi người chạy xe vô hơi bị đông mà. Ồ, ở đây có chè. Wow, nhìn chè ngon quá. Như này chè bà ba hả chị? Chè thân hả? Dạ. Hôm đây có cái quán hủ tiếu Năm Vang, hủ tiếu bò kho. À, Lý Hương đang đi vô hẻm mấy đây ta? Hẻm 44 Trần Bình Trọng ha. Bây giờ đi ra Lê Hương kiếm một món ăn sáng cả. Bánh mì đặc ruột đây. Bánh mì nóng này. Bánh mì đặc ruột đây. Bánh mì nóng này. Bên đây là bún măng vịt. Chị ơi, bán cho em một cái bịch chè thân đi. Dạ, mang về. Đây, chè thân. Nhìn tưởng chè bà ba chứ. Nhìn nó có dừa ngon quá. Dạ. Ở đây là hẻm 44 đó chị. À, có khách lại liền à. Để nếm mỗi ngày mỗi chở đi. Chè này là gốc miền Tây ha chị ha. Không mà không bằng mấy cái kia. Dạ, An Giang. Mấy chè này hả? Không, nói đi. Tranh thủ nói đi. Hả, em thử bịch chè thôi. Cho em nước dừa nhiều nhiều.
bịch chè đậu qua chưa ăn thấy đâu có sao cơ. Dạ một bịch. Có mình ơn nè, phải ăn một bịch thôi. Một bịch vậy nhiêu chị? 10.000. Bánh mì nấu tròn đi. Bánh mì nấu đi. Đâu ta? Bánh mì đặc biệt dạ. Đi. 10.000 nha quý vị. Chị tên gì? Chị tên gì? Chị Duyên. Chị bạn Duyên bán ở đây là từ mấy giờ? Bán ăn chị 5 giờ đầu chị mới ra bán à, bán tới 3-4 giờ chiều. 3-4 giờ chiều ở đây. Ở hẻm 44 Trần Bình Trọng đúng không? Dạ, chị Duyên bán chè, chè thân ha. Có nhiều loại chè lắm. Chè thân, rồi chè, chè này là chè bắp ha chị? Sáu sọn. Rồi sáu sọn, chè khoai môn. Chè này là chè chai nước. Chè này là chè chuối. Chè đậu. Ồ, nhìn nước dừa đã ghê vậy nè. Rồi, chị Duyên, rồi, cảm ơn chị Duyên nha. Em sẽ về ăn thử, nhìn chè thân ngon quá. Rồi, bye bye chị. Ủa cô, bánh này bánh gì vậy cô? Bánh lá gai á cô. Bánh, bánh gì cô? Bánh lá gai. Bánh lá gai hả? Ồ. Cái này là nó bọc trên cái gì vậy cô? Cái này là chuối á con gà. À, lá chuối hả? Wow. Còn mình đun bằng cái bếp bếp bằng dầu hôi đúng không? Ồ, cái bếp này lâu lắm mới thấy nè. Còn cái nhân của nó là bằng cái gì cô? Đậu xanh. Đậu xanh, rồi. Rồi, đã quá. Rồi gom nó lại. Cái bánh này nó gốc ở miền Tây luôn. Ở đây gốc miền Tây nhiều quá. Một hộp vậy cô bán là bao nhiêu? Một hộp như này nè. 10.000. 10.000 một hộp. Cho con một hộp đi. Cho con một hộp. Đó. Cái này mình ăn với nước dừa ha cô? Dạ. Đấy, hấp ở trên cái lá chuối ha, để ở trên cái lò bỏ hơi lên, sau đó rồi đun bằng cái bếp ga. Ồ, cái này như này là có giá là 10.000 ha. 10.000 là một hộp như này hả cô? Một hộp vậy là được 5 viên hả cô? 5 cái. Đó. Rồi sau đó rắc mè. Cô bỏ dừa cho con chưa? Ăn với dừa, ok. Cô tính gì cô? Con giới thiệu rồi, mọi người thèm ăn bánh này lại đây. Bánh này thì họ em bánh của Sơn. Bánh này thì họ lý dụng ở đâu mà đúng không? Dạ con gửi tiền cô nè. Rồi cảm ơn cô, cho cô nói bánh gì con quên mất tiêu rồi. Bánh gì cô? Bánh lá gai. Bánh lá gai. Rồi cảm ơn cô nha. Cái gì cô? 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 C